Ok, nên xin chào tất cả bác, và ngày hôm nay mẹ lại có hai bộ mic ở đây, bộ mic trưng bày đó nhé, hàng trưng bày của bên em. Đầu tiên đó chính là bộ mic ZGM Sound và bộ mic QT Acoustic. Thì là hiện tại hai con này đang là đều là 2.500.000 đồng, đều là hàng chính hãng, các bác có thể quét QR code ở đây. Đấy, bác nhé, các bác đều có thể quét QR code ở đây. Và hàng trưng bày này của bên em thì chắc nó tồn từ năm ngoái và chưa hề sử dụng gì đấy. Để cho bác với mức giá là 1.350.000 đồng các bác nhé. Giá này là các bác yên tâm là không thể làm mà mua được cái bộ mic nào như này các bác nhé. Và vẫn sẽ bảo hành cho bác là 1 năm, cho các bác yên tâm sử dụng, chẳng qua là nó không có hộp thôi. Nên là em để đây, em quấn em đây, các bác có thể nhìn thấy em hàng trưng bày em quấn ở đây không? Nó bụi biếc, nó bụi bặm còn nguyên này. Đi đến tay các bác là sẽ sạch sẽ các bác nhé. Đây, đều là 2.500.000 đồng, các bác mua mới. Và duy nhất hai bộ mic này là 1.350.000 cho các bác có nhu cầu săn hàng giá rẻ của bên em. Và rất là nhiều các bộ mic UX 31 đã lên đường cho các bác đó nhá, và rất các bộ cao kê lên sóng liên tục cho các bác. UX 31 thì là một trong những bộ mic có thể nói là hay nhất ở trên thị trường, và mỗi khi đi này em đều test hết cho các bác nhá, test kỹ càng đến cho các bác. Đây là hộp của nó này, con này là đang là vẫn khuyến mại sâu cho bác là 1.750.000 đồng các bác nhá. Các lưu ý cho em là 1.750.000 đồng. Hôm nọ em khuyến mại cho một ngày rồi, nhưng mà các bác thắc mắc nhiều quá, thế là coi như là cái dòng UX 31 này em bán cho các bác là bán cho vui thôi các bác nhá, 1.750.000. Và cái dòng này thì là 1.350.000 các bác nhá. Đấy, các bác có thể cân nhắc dùng các cái sản phẩm đều là hàng mới hết. Đây là nó hơi bụi tí thôi, không vấn đề gì cả các bác nhá. Đấy, quay kỹ cho các bác một chút này, QT Acoustic C300 này và mic ZGM Sound M4, các bác đều có thể check QR code, đều là 2.500.000 các bác nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những clip mới nhất của bên em. Các bác nào còn chưa đăng ký kênh, bấm đăng ký kênh và chia sẻ bài các bác nhé.